Viện Hải dương học Nha Trang vừa xác định được tên loài cua bản chất độc tố trong các mẫu vật thu thập được trong vụ ngộ độc thực phẩm ở tỉnh Gia Thanh Hóa vừa qua, không phải là cua mặt quỷ như nhiều báo thông tin. Đây là ghi nhận đầu tiên tại Việt Nam về loài cua quạt chứa độc tố TTX gây ngộ độc thực phẩm. Mặc dù loài này đã gây ra khá nhiều vụ ngộ độc tử vong tại một số quốc gia và lãnh thổ trong khu vực như Philippines, Đài Loan và Indonesia. Có hai trong số 3 mẫu vật cua thu thập được trong vụ ngộ độc thực phẩm tại Tĩnh Gia ngày 27 tháng 3 năm 2021 đã được chuyển đến phòng thí nghiệm trọng điểm cấp Viện Hàn Lâm, Khoa học Công nghệ Việt Nam về an toàn thực phẩm và môi trường, khu vực miền Trung tại Viện Hải Dương Học Nha Trang để xác định tên loài cua và bản chất độc tố. Cả hai mẫu vật đều được xác định là loài cua quạt. Loài cua quạt vừa xác định có hình dạng ngoài khá giống cua mật quỷ nên đôi khi dễ gây nhầm lẫn nhưng chúng đều có phân bố trong các dạng san hô tại vùng biển nhiệt đới, ấn độ dương, thái bình dương. Tại nước ta, trước đây đã từng ghi nhận một số trường hợp ngộ độc tử vong do ăn cua mặt quỷ hoặc một số những loài cua sống ở dạng san hô khác. Với hàm lượng độc tố ghi nhận, chỉ cần ăn hai con cua khoảng từ 50 đến 60 g một con đủ gây tử vong cho một người trưởng thành.